Rồi, mở đầu video mình thân chào cô chú anh chị em. Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em nha. Mình đi chợ về nãy giờ rồi. Thì bây giờ mình đi ra vườn á, mình nhổ ít củ cải trắng vô á để mình nấu nuôi. Củ cải này tới đợt thu hoạch nữa rồi nè. Hôm hổm á thì có chính quyền với chị hai chị tư đồ xuống á, là nhổ cái clip bên kia hết rồi, mình phơi khô á, nay nó cũng khô hết trơn rồi, bây giờ chuẩn bị tới cái clip này nữa rồi. Đây này củ rồi nè, ê ơi anh coi nè, hai cái củ nó gác chéo nhau luôn, thấy không? Đâu nè. Oh. Wow, hai củ này đạt tiêu chuẩn hết luôn. Ô củ đó quá trời, ôi đã quá, thôi hai củ bự mà dài luôn, chắc nhổ vô đại mấy củ lớn nhổ hết đi để mình phơi nắng tiếp. Đây mình nhổ mấy cái củ lớn trước, bữa nay cũng có nắng rồi nè, lúc này nắng dữ lắm cho nên mình nhổ luôn để mình phơi khô, chứ nếu mà mình không nhổ thì nó sẽ bị xốp củ cải đi, nó cũng không ngon, cho nên nhổ luôn. Kìa anh, mấy củ sát bên anh nữa kìa. Đây đợt này chứ tính rồi ra ơi. Trời ơi, gần nha. Đây có ba củ luôn. Củ không có củ nhiều nữa. Nè, anh nhìn đi mấy trong này nè. Nó coi nè, nó dày vậy nè. Chứ nó đâu có củ gì đâu, thấy không? Wow, đã quá. Đấy, bên đây là nó bị che mát á. Ở đây đây củ bự, củ nhỏ luôn, này. Nhỏ luôn đi, hai củ luôn. Nhỏ hết à? Ừ, nên chừa củ nhỏ lại. Không, nhỏ luôn đi, tại vì nó cũng hết lớn nổi rồi. Nha, giống như mấy cây này vậy nè, đâu có củ nữa đâu, thấy không? Ừ. Nó bị giống như trong gập vậy đó, nó che mát á. Ở củ này thúi luôn nữa nè. Rồi. Ừ. Lựa mấy củ lớn nhổ, chắc xong rồi cái dọn cái chỗ này luôn, đừng trồng cái khác nữa. Cũng không có được nhiều củ. Thua cái clip bên kia nắng á, cho nên là củ nhiều, còn đây ít quá nè. Ở đây được đâu mấy có củ gì đâu nè. Thôi còn này đó. Còn nhỏ. Không phải nhỏ rồi. Mà nó già cải hết rồi. Vậy để đó đi tiếp tục. Nha. Vậy chứ mua mốt cũng có à, đó. Nó già cải mà nó không có củ. Thấy không? Nè bên đây còn củ, nó nằm ở ngoài này nè, nhìn nè. Hai củ luôn, ngon quá. Đây nè, củ ngoài nó xuống clip luôn nè. Ngay chỗ này quá đã luôn, lên còn bên đây thì bị thưa thớt. Đây mấy cái cây cải sen, lát mình hái vài cây đi vô để lát mình ăn kèm đi, chứ bữa nay không có mua giá. Nhìn thấy nó trắng tươi thấy cũng thấy thèm quá ha. Trắng thấy thèm. Yeah.
Cái đám bên này nó muốn già rồi đó. Em bên kia kìa, em mới trồng hai lá nó bự hơn nữa anh. Hả? Cái đám sau lưng anh á. Vậy luôn hả? Nó bự hơn luôn á. Ừ, chứ ở đây là nhìn thấy mê rồi đó. Này ra bông nhóc luôn nè. Ừ. Ăn không kịp cái nó ra bông. Hái được cái nào non hái. Cái ngò này nè thì em thấy hồi lúc ở trên Sài Gòn á, người ta nhổ nguyên cái cây ngò già này có bông rồi luôn hết, người ta bán để cho mấy người nấu nước mát á. Ừ. Thì anh nhớ bữa hổm anh xem cái tài liệu này nào á, là ngò này nó giúp hình như hỗ trợ bên mấy bên thận vậy, giải độc thận hay vậy. Em không biết làm gì mà trong nấu nước mát có đó. Ừ. Giờ nhổ vài cái gốc ngò luôn để lát mình đem vô mình để vô trong cái nồi nước lèo á cho nó thơm nước. Đây được rồi. Rồi đi qua hái về trái ớt nữa. Ra chút xíu rổ. Ừ. Rau thành xanh. Ăn hoài không hết. Không trồng thì nó cũng hết như thường. Tại vì giống như mình ăn xong cái mình trồng lại khác, mình cứ nói tiếp hoài vậy đó, cho nên là ăn hoài không hết. Thôi mấy trái ớt thì được rồi. Bữa nay mình nấu món nuôi này nhanh gọn lẹ để cho tụi nó ăn, để nó đi học cho sớm. Nãy giờ mình chưa có rửa đồ luôn á, để về đây đi rồi xong rồi mình hãy làm sao. Mình có mua là hơn ký sườn non nè, với nửa ký thịt bằm, hai cái củ cải đỏ để mình nấu nuôi đó. Ở đây thì mình có mua thêm là cái củ khoai mỡ, có người thì cũng gọi là khoai lăng vậy á, khoai mỡ tím nha. Hôm nay tụi nhỏ nó cứ đòi ăn khoai mỡ chiên hoài à. Hôm nay mình làm khoai mỡ chiên nha. Cũng là lần đầu mình làm luôn á. Bữa hổm thấy Thảo nó làm ngon quá, nó chỉ cho mình làm nè, để bữa nay mình làm thử coi làm sao. Rồi nuôi thì mình ăn kèm với rau cải của mình. Mình không có mua rau ở chợ. Rồi đây hành ngò, rồi cải trắng rồi để mình nấu thôi. Giờ trước hết là mình đi gọt cái củ khoai này để mình hấp cho nó chín á, để nhồi bột để chiên khoai mỡ, chiên bánh khoai mỡ, rồi mình rửa xương rửa đồ luôn, mình nấu nước lèo để nấu nuôi luôn. Rồi nước nãy giờ nó sôi rồi nè, khoai mỡ thì mình đã gọt rồi, mình xắt cái miếng nhỏ nhỏ vậy nè, để vô mình hấp. Trời, hấp đây để chắc khoảng 15 phút mới chín quá. 15 phút mình dở cho mình xem sao nha. Thôi,
hồi nãy mình có để thêm chút xíu muối vô nè, giờ nó này nó mềm hết luôn à. Đó, giờ nó mềm hết rồi, giờ mình gấp ra để mình nhồi với bột. Rồi bây giờ cái bếp trống này mình bắt cái nồi nuôi lên mình luộc trước đi. Gần lát cái xong cái nồi này cái là mình bắt cái nồi nước lên để mình nấu nước lèo, nấu nước để mình nấu nuôi á. Rồi giờ mình cho khoai mỡ vô bên này. Rồi cái này á là hơn một chén khoai mỡ. Thì mình cho một chén dung bột năng nè. Cho vô. Bên đây á là hơn nửa chén bột nếp. Chút mình cho vô luôn. Giờ mình trước hết mình trộn cái này đi. Giờ mình cho hơn nửa chén bột nếp vô. Mình trộn tiếp tục. Nó còn nóng lắm cho nên chưa trộn tay được nè. Ít sữa tươi vô mình nhồi cái bột này cho nó béo. Giờ không có sữa tươi á thì mình có nước cốt dừa mình nhồi vô cũng được luôn. Anh cho miếng vô. Rồi được rồi, được rồi. Hai miếng luôn được không? Để nhão. Được rồi, nhiêu đó được rồi. Lại cho chút đường. Này chừng 2 muỗng canh đường cho vô hết luôn em đi. Nhiều mấy muỗng. Nổi lên con bạc nó kêu nhoi. Đủ chưa? Cho thêm miếng nữa để cho nó thấy nó bột nó hơi khô. Rồi được anh, được rồi, dừng. Rồi mình nhồi nãy giờ á, bột nó đã đều hết rồi. Giờ mình để đây cho bột nó nghỉ chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ mình hãy chiên cho nó ngon hơn. Bột mình đốt lên như vậy nè. Lát nữa mình dò vậy là mình để vô mình chiên à. Giờ thì mình để đây cho nó nghỉ đi. Mình đi vô mình chuẩn bị nấu nuôi. Trước á, xong mình vô đây cái nồi nuôi của mình nó cũng đã mềm luôn rồi. Bây giờ mình nhắc xuống, mình chuẩn bị mình cho cái nồi nước lên để mình nấu cái nước dùng của nuôi á. Rồi mình bắt cái nồi nước lên, xong rồi bây giờ mình xuống mình gọt củ cải rồi mình cho vô luôn. Rồi mình đã bắt cái nồi nước lên xong rồi nè, giờ mình cho đường, hạt nêm với muối cho vô. Sau đây củ hành tây cho vô. Rồi gốc ngò gí nè, mình cho vô luôn. Cải trắng, cải đỏ mình cho vô, mình cho ra nước ngọt á. Còn lại củ kia thì mình để tỉa bông tiêu hoa rồi mình để vô sau. Rồi giờ mình xuống mình rửa thịt, mình để vô luôn. Rửa xương chứ. Rồi cái xương này á, mình đã trụng qua nước sôi rồi nè. Mình rửa lại sạch sẽ xong rồi đó. Giờ mình cho vô để mình nấu lấy nước ngọt luôn. Cái chảo lên chuẩn bị mình xào nấm rơm. Nãy lúc mình giới thiệu mình quên cái nấm rơm. Nấm rơm á là mình đã rửa sạch rồi, ngâm muối rửa sạch rồi nè. Giờ chuẩn bị mình xào để cho vô cái nồi nước lèo mình nó thơm. Giờ tỏi nó đã vàng rồi nè, giờ mình cho nấm rơm cho mình xào. Rồi mình cho miếng hạt nêm vô. Cho mình xào tiếp tục. Rồi mình xào cho nó thấm vậy là được rồi đó. Giờ mình tắt bếp để mình cho nó qua cái nồi nước lèo bên kia. Cái nồi nước này á, mình nấu nãy giờ rồi nè. Giờ mình vớt cái củ cải trắng nó ra đi. Vớt bớt ra. Nãy giờ mình nấu nó cũng đã mềm rồi.
cái ngò ra luôn đi. Đó, mình vớt mấy cái củ cải trắng ra rồi. Xong giờ mình cho cái nấm rơm vô. Rồi bây giờ mình cho cái củ cải, mình tỉa bông hoa đồ cho nó đẹp đẹp chút đó. Giờ mình cho vô luôn cải trắng, cải đỏ cho vô. Rồi bên đây mình bắt cái chảo dầu lên để mình phi hành phi á. Rồi hành mình đã phi vừa vàng rồi nè. Giờ mình bắt bếp, xong mình xớt cho em luôn. Rồi lượt qua bỏ cái dầu ở dưới, mình lấy cái cái trên thôi. Cái dầu đó để mình kho cá làm dầu hành đó, kho cá thơm. Rồi này cái thau thịt nạc tay nè, mình có nêm vô trong này là đường, muối, hạt nêm với miếng tiêu với hành lá. Và mình chuẩn bị mình xào nha. Bắt cái chảo lên, cho chảo nóng, cái mình lấy cái dầu mà mình phi hành nãy đó để vô cho nó khô. Rồi tỏi mình đã phi thơm lên rồi nè, vàng rồi, cái mình cho thịt vô mình xào. Rồi thịt mình đã xào chín rồi nè, giờ mình tắt bếp, không không tắt luôn, mình đưa qua bên đây, xong mình đưa chảo này qua để mình chiên khoai mỡ. Hai giờ mình chuẩn bị mình chiên bánh khoai mỡ nha, cái này là lần đầu tiên mình làm luôn á, thử coi nó ra làm sao. Nó vừa vàng rồi nè, giờ mình vớt ra. Để dính chùm không? Bánh khoai mỡ mới ra lò. Mời cả nhà nha. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Để mình thử một miếng thử. Ê, coi chừng. Nóng dữ lắm à. Có nóng. Không mỏ chắc luôn. Xé ra thấy cái màu tím tím rồi ha. Mình thử trước miếng coi nó sao nha cả nhà. Ngon. Lần đầu mình làm vậy là mình thấy cũng ngon lắm rồi đó, nó vừa dẻo, nó vừa giòn giòn, nó thơm, béo béo, ngon ngon. Còn gì nữa không? Còn mùi vị gì nữa không? Anh thử đi, anh sẽ biết. Wow, hơi nóng. Vậy rồi đi xuống dưới múc nuôi lên ăn. Rồi bây giờ mình chuẩn bị cho nuôi gà tô nha. Đây là thịt bằm nè, mình đã xào nó chín rồi. Giờ mình cho vô. Đó. Cho hành phi vô, hành lá vô, hành ngò vô luôn. Rồi. Cái nồi nước này nó ngọt ngắt luôn nè. Xong cho miếng tiêu nữa là xong rồi đó. Rồi xong. Rồi một tô nuôi. Nuôi thịt bằm bánh khoai mỡ, mời cô chú anh chị em và các bạn ăn với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn nuôi gia đình mình nha. Xin mời. Dạ con mời ông bà cô chú dùng với anh con. Dạ con mời ông bà cô chú dùng nuôi với anh con. Nuôi này nấu đơn giản nè. Thịt bằm nó nổi lên trên nhìn giống hủ tiếu Nam Giang. Hủ tiếu thịt bằm. Có được miếng thịt rồi nha.
gram gừng, chấm cho cừu tí. Ngon lắm. Cái này gừng vàng quá. Để xài con miếng gừng vườn đó không? Nêm gừng chấm ngon. Lúc này mình nấu bằng lò củi á, nhưng mà cái bếp mới á nó kín á, nó hầm dữ lắm. Mau bình thường. Cái lò đó là mà làm bằng xi măng. Còn lò kia bằng đất nung á, nó màu nước hơi hoài. Em lấy ra em cắt. Tụt con xương ra cái dãy ủi không? Anh muốn ăn nấm gừng anh? Có chứ. Tưởng ăn đưa đây ăn cho. Cho luôn, định ăn tặng cho anh cái nè. Mình còn cái. Cho ăn đi. Ăn đi, ăn đi, đi. Tặng rồi mà đâu lấy lại. À, cô chú anh chị em và các bạn. Nghĩa nghĩa hoài à? Ăn tô bên kia mà nghĩa bên đây không vậy ta? Nghĩa nghĩa hoài tiếng nữa. Như che lại như đây. Ăn tiếng nữa không còn. Không nhà nấu món này có nấm gừng để vô cũng ngon. Ở dưới còn kìa ông chú mốt vậy. Để dành chiều à? Cho ăn nhiều đó được rồi. Ăn nhiều quá coi chừng nó nổ mụn. Cái miếng sườn á, em lấy đũa em vẽ ra luôn rồi nó rớt cọng sườn ra luôn. Ừ. Mềm nhá. Tính ra cái bếp này nấu đã thiệt nha.
mới đầu là em hồi hộp, em sợ bị ngợp đó, bị lùng tung cái dạng biết hồi lâu rồi đó là nhưng mà chiếc này nó làm lại có hơi khác chứ không phải giống hệt như lúc trước. Chụm nó đỡ nóng giữa mặt hơn, cái bếp kia nó nóng giữa mặt, phải lấy rồi che lại luôn, nó nóng quá chịu không nổi. Bếp này nó kín lại cái bếp bằng đất á. Mẹ nhờ cái bếp mới này mẹ nấu nuôi nó mềm ăn đã. Vừa ăn vừa hút nước vậy, ngọt ngọt đã gì đâu luôn á. Hấp sức mồ hôi hột, lột mồ hôi chán. Mà bữa nay thì kìa, cái chán của em đang thấy giọt luôn rồi. Anh cũng vậy đồ nè, là mấy bữa nay ở đây trời nắng nóng rồi. quá dữ luôn. Trời nóng, ăn nu vô một cái nữa giống như là xong hơn. Nãy múc thịt bằm hơi bị nhiều, bị hút quá nhiều. Con xong nãy nha, con ăn bánh phô mỡ rồi. Mong chờ nãy giờ. Quá cái bánh này đó luôn á. Từ hôm nay mới làm. Bữa nay mình đỡ mình đi hay gì á. Bữa hôm làm biến làm nó đi mua bột về luôn á, để sẵn. À, bữa bận khách không có làm. Chị Hai đi học về là con cứ kêu chị Hai mua hoài luôn, giờ mẹ làm luôn rồi khỏi mua. Mà người ta bán là người ta có lắp phô mai phải không? Dạ. Cái phô mai đó không biết có bán ngoài không người ta? Mua về cái mình lắp. Có hả? Có bán ngoài. Có hả? Bữa nào mua về đi mẹ lắp cho anh. Nhà mình chiên vừa ra chắc mình để vô cái mình sóc gì phải không? Ừ. Con lúc mà con mua thấy sao? Mẹ chưa thấy qua. Nóng hỏi luôn đó. À lại liền. Vừa vớt ra xong là bắt đầu để vô cái thao cái gì ta sóc luôn. À vậy mẹ biết rồi. Từ đó giờ mẹ chưa có ăn mà mẹ cũng chưa có chiên qua luôn, mà chúng chưa có thấy luôn. Mà làm này y thịt của người ta luôn rồi. Giống rồi không? Đủ ngọt, nó giống nhau luôn á. Ồ hay vậy ta. Mình tự khen mình bây giờ chỉ thiếu cái phô mai gì nữa thôi á, lắc à. Vậy là em chỉ thiếu lắc thôi á, để em lắc đi. Lúc mà làm này đứng lắc qua lắc lại. Nó này không thảo hảo, còn nước của thảo hảo làm ăn rồi, nó ăn ngon. Chỉ cho mẹ làm. Mẹ làm theo vậy đó. Nên miễn một chén khoai mỡ, tiện chén bột năng, nửa chén bột nếp, chút xíu muối rồi cái miếng đường gì đó. Cái nhồi. Nhồi rồi nắng. Nắng là chiên. Cái độ dẻo dẻo trong mình ngon. Cái chỗ mua người ta đứng người ta nắng chiên tại chỗ luôn. Vậy không? Bán không kịp. Vậy là một cái chảo dầu để ra đứng nắng thảy vô người chiên. Nghe ráng liền. Đúng rồi, cái này bánh này làm nó nóng nha, nó ngon. Nó ngủ quá, không được ngon đâu. Vậy bữa nào cả nhà mình ra chứ mình bán heo. Vậy là em làm giống như gì rồi đứng lắc hả? Có. Ăn vô bọc. Từ đó là nghe bánh phải mở bánh nào mới làm. Ngon hả? Ngon à nha. Tí rồi đi học đem theo bò. Ăn lai gai là đem theo bán không? Vô trường bán bị đuổi học. Trà của bậy luôn. Ở trong nó có cái mặt tím đẹp ghê luôn á. Nói thứ bảy mới nhớ hồi đó ở nhà ngoại nghèo á, cái má Hai đi học á là bà ngoại phải nấu cho một mâm khoai mì, một khoai hoặc là khoai lang gì đó đem theo vô trường học đi trước vô bán, xong rồi bắt đầu mới vô học. Bởi vậy giỏi hay chứ, quá ha, chứ không phải đem vô lớp nha, bị đuổi. Hay quá giỏi luôn ha. Rồi có khi nào bán không hết ông thầy rồi mua dùng đồ luôn không? Thấy cái phô mai là gì nó mặn mặn ngon không? Mặn mặn hả? Hôm nào mua gì mẹ nghiên cứu thôi. Hôm nào như đi học mua gì mẹ nghiên cứu. Có cái bột sẵn mình lắc mình ăn luôn.
quá đực. Vậy là em mới làm lần đầu tiên luôn mà, vậy là em mày. Em muốn làm nữa ăn nữa. Em thấy nó cũng đơn giản chứ nó không có khó. Mới đầu em tưởng đâu là khó lắm, nhưng thật ra nó không khó. Chỉ có một cái là vợ mình chưa có cái phô mai và vợ mình chưa lắc thôi. Rồi video đến đây kết thúc. Mình cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn đã xem ủng hộ cho gia đình mình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.